Xin chào bà con và cô bác. Phương pháp thở bốn thời là để nâng cao sức khỏe, phòng và điều trị một số bệnh mãn tính. Đồng thời, nó đặc biệt là nó hỗ trợ các bệnh lý về đường hô hấp rất là tốt. Nó cũng hỗ trợ khá hiệu quả cho các bệnh nhân đang điều trị COVID, nhất là các bệnh nhân F0 cách ly tại nhà hoặc là các bệnh nhân đang điều trị ở tầng 1, tầng 2. Mục đích phương pháp thở này thì chủ yếu là để nâng cao cái phục hồi chức năng hệ hô hấp, và thứ hai nữa ổn định hệ thần kinh chức năng. Một ngày chúng ta có thể tập thở 2 lần, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều hoặc buổi tối. Một lần tập chúng ta sẽ tập thời gian tập từ 5 đến 10 phút. Và hôm nay chúng ta mời chúng ta vào bài tập. Bây giờ bắt đầu chúng ta thở 4 thời tư thế ngồi. Tư thế chuẩn bị là chúng ta ngồi xếp bằng chân, có thể là ngồi bán hoa sen hoặc là hoa sen. Thời 1, hít vào đều sâu tối ra. Thời 2, hít thêm vào, ngực nở bụng căng. 1, 2, 3, 4. Thời 3, thở ra, không kềm, không thúc, từ từ. Thời 4, nghỉ, nặng ấm tay chân. Hít vào, ngực nở bụng căng. Hít thêm vào, 1, 2, 3, 4. Thở ra, không kềm, không thúc. Nghỉ. Thôi. Sau đây chúng ta sẽ thực hiện động tác thở 4 thời tư thế nằm. Hít vào đều sâu tối đa, ngực nở bụng căng. 1, 2, hít thêm vào. 3, 4, thở ra, không kềm, không thúc. Nghỉ. Hít vào, ngực nở bụng căng. 1, 2, hít thêm vào. 3, 4, thở ra, không kềm, không thúc. Nghỉ. Hít vào, ngực nở bụng căng. 1, 2, hít thêm vào. 3, 4, thở ra, không kềm, không thúc. Nghỉ. Hít vào, ngực nở bụng căng. 1, 2, hít thêm vào. 3, 4, thở ra, không kềm, không thúc. Hít vào, ngực nở bụng căng. 1, 2, 3, 4, thở ra, không kềm, không thúc. Nghỉ. Hít vào, ngực nở bụng căng. 1, 2, hít thêm vào. 3, 4, thở ra, không kềm, không thúc. Nghỉ. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị và khán giả bài tập nâng cao sức khỏe tại nhà, đặc biệt dành cho những F1 và F0 đang cách ly tại nhà. Bắt đầu mình sẽ vô bài tập. Dạ, động tác đầu tiên là bắt chéo tay sau lưng, một tay trên và một tay dưới. Hít vào, nghiêng người qua trái, phải, trái, phải, ở giữa thở ra. Hít vào, trái, phải, thở ra. Hít vào, trái, phải, thở ra. Đổi bên. Hít vào, trái, phải, thở ra. Hít vào,
trái phải, trái phải, thở ra, hít vào, trái phải, thở ra. Động tác tiếp theo, hai tay chống ra sau, động tác ướn mông. Mình sẽ dao động cái mông với cái lưng. Hít vào, nhấc mông lên. Trái, phải, thở ra. Hít vào, trái, phải, thở ra. Hít vào, trái, phải, thở ra. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đứng. Tiếp theo động tác mình xuống tấn, hai chân bứt rộng bằng vai xuống tấn. Đan xen tay lại nghiêng qua bên trái. Hít vào, đưa tay lên cao, mắt nhìn theo tay. 1, 2, 3, 4, thở ra. Hít vào, 1, 2, 3, 4, thở ra. Hít vào, 1, 2, 3, 4, thở ra. Hít vào, 1, 2, 3, 4, thở ra. Động tác tiếp theo, hít vào, đưa tay lên cao, dao động qua trái, phải, trái, phải, hạ tay xuống, thở ra. Hít vào, trái, phải, thở ra. Hít vào, trái, phải, thở ra. Bây giờ động tác tiếp theo chúng ta sẽ tập với gậy. Hai chân bứt rộng bằng vai. Hít vào, gai gậy vào vai. Xoay qua trái, phải, trái, phải. Gậy lên cao, hạ xuống, thở ra. Hít vào, trái, phải, thở ra. Hít vào, trái, phải, thở ra. Tiếp theo, gậy sau vai, cúi đầu chào. Hít vào, gài gậy vào vai, xoay người qua trái. 1, cúi xuống. 2, ngẩng đầu lên. 3, xuống. 4, lên. Xoay trước, thở ra. Hít vào, xoay phải. 1, 2, 3, 4, thở ra. Hít vào, xoay trái. 1, 2, 3, 4, thở ra. Hít vào, xoay phải. 1, 2, 3, 4, thở ra. Hít vào, gai gậy vào vai, xoay qua trái. 1, 2, 3, 4, xoay trước, thở ra. Sau đây tôi đã hướng dẫn xong bài tập. Chúc quý vị tập tốt tại nhà. Tạm biệt.